họ nhà trai với họ nhà trai, họ nhà gái ở trên này thì em sẽ ở với chị Vi. Em đầu tiên là em chưa nhận, đầu tiên là em chưa nhận được cái thông tin này ấy, thì em bảo là bê cháp xong xong rồi là đến chiều 15 hoặc là tối 15 là em sẽ về xuống Mỹ, xong rồi là để chơi để quẩy ở dưới đấy. Đây đang chuẩn bị tinh thần là lên quẩy nát cái sân khấu ở dưới Trương Mỹ ra, mà giờ lại nghe thông tin là ở đây hỗ trợ Vi. Bởi vì là này, bởi vì nhá, thứ nhất này, ở bên chị Vi sang đây thì cũng chỉ có mấy người nhỉ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người sao ấy, mình không, 8 người á, 8 người. Mà bây giờ tất cả những người đấy là chỉ có chị Vi là hiểu được tiếng Việt. Đấy, có chị Vi là hiểu được tiếng Việt nhưng gọi là biết sơ sơ thôi, còn cũng không thể biết phong tục với không thể biết cái các thứ của ở bên Việt Nam được, chưa biết được. Thì bây giờ chẳng nhẽ là chị Vi chỉ ở trên này xong rồi là để chị Vi chỉ bơ vơ trên này xong cái là đây cũng chuẩn bị các đồ để về quẩy đấy, nhưng mà lại phải làm kiểu như là rõ là đang ở họ nhà trai nhưng mà bây giờ lại sang làm họ nhà gái, rõ là đang ở họ nhà trai nhưng bây giờ lại về để làm họ nhà gái. Có nghĩa là mai, có nghĩa là mình sẽ ở đây đến 17, lên rước dâu là mình mới được về Trương Mỹ đâu mọi người. Mai chị ra, ok chị, hẹn chị ngày mai. Trên này có mắc rạp không? Có, trên này có mắc rạp nha, mắc rạp nhưng mà chỉ là mắc cổng rạp với đồ bê lễ ở trong để làm cái phông để mọi người sang, mọi người bê cháp thôi á.